Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Nông dân lần thứ 8 đã đề ra. Trong đó đã triển khai 3 đề án đột phá, góp phần đổi mới phong trào và công tác hội, tạo chuyển biến tích cực trong bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố đã ban hành 3 đề án, chương trình hành động và triển khai các đề án nghị quyết đến 100% cơ sở hội và hội viên nông dân. Kết quả với đề án số 01 về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2018-2023 đã góp phần thúc đẩy việc hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của nông dân, góp phần đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, liên kết 4 nhà. Đối với đề án số 02 về đổi mới nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, toàn hội đã kết nạp 12.230 hội viên mới. Số lượng hội viên là chủ trang trại, gia trại, hộ kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ ngày càng tăng. Chỗ hội nông dân của phường giới thiệu cho cái phần kinh tế, thì phần kinh tế rồi người ta giới thiệu cho trung tâm khuyến công. Từ đó thì với trung tâm khuyến công người ta mới hỗ trợ cho mình về cơ sở vật chất, rồi về trang thiết bị, từ đó mình đầu tư thêm, mình mở rộng cái mô hình ra và từng bước mình nâng cao cái chất lượng của mình. Qua nhiều năm đó thì tới năm 2021 thì mình được chỗ trung tâm khuyến công giới thiệu và ủy ban nhân dân thành phố cũng là công nhận cho mình là cái sản phẩm OCOP. Nhiệm kỳ qua thì cũng đã phát triển được từ 10 đến 15 cái mô hình về cái dịch vụ như cái tổ hợp tác về cái bột ngũ cốc dinh dưỡng, mô hình cà phê, chim cá cảnh và một số cái mô hình khác nó liên quan đến cái việc cho hội viên phát triển kinh tế. Thì trên địa bàn quận Cẩm Lệ thì hiện nay có số hộ mà đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp thì cũng đã trên 1.000 hộ. Với đề án số 03 về xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, tạo tiền đề hình thành tổ hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các cấp hội đã phối hợp vận động thành lập 48 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã trên các lĩnh vực trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất, chế biến hàng nông sản. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân và thu hút nông dân vào các tổ chức kinh tế tập thể. Các cái chi tổ hội này là cái cánh tay nối dài trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo cái công tác hội và xây dựng cái phong trào nông dân ở các cái phường đó. Đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng được và là tập trung là đào tạo, nuôi dưỡng cho các cái chi tổ hội này đủ sức để hoạt động cũng như là có cái điều kiện để phát triển kinh tế cho cái hội viên ở các cái chi tổ hội này. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 3 đề án gắn với đổi mới phong trào hội, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từng bước xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp gắn với thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt phối hợp với các ngành có liên quan để chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nghề và giải quyết vốn vay cho nông dân, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố.